của sơ đồ Pháp Lâm Trần Nhân Tông. Cái đoạn này thì ngắn nhưng mà rất là quan trọng, tại vì tôi nói đến cái chỗ là thầy Tâm muốn nói đấy. Cô người học đạo vô số nhiều năm, chút quá lên rồng một hai là quả. Câu này rất là khó hiểu. Cái đoạn này nếu mà mình không có gì nghiên cứu kỹ thì giải sai rồi này. Đây có những từ mà của thầy này thôi, cái này thì nó khi chưa khô là một, chưa hòa là hai, không cẩn thận mà nhảy sai. Mình sẽ giải thích như thế này. Cô người học đạo, tức là so cái người học đạo, tính ra cái người học đạo thì rất là nhiều, vô số người khác. Thì ra người học đạo trên thời gian này thì nhiều lắm. Nhưng mà rút quá lên rồng một hai là hoài. Rút quá lên rồng là sao? Tức là cái người mà đạt được đạo. À, cái rút quá lên rồng là cái ví dụ thôi. Nhưng mà những người học thì đông thì nhiều, nhưng mà cái người chứng đạo, người kiến lắm thì nhẹ. Tức là một hai là hoài là hoa hoàng lắm, tức có một hai người. Hiểu không? Chú hoa hay là hoa hoàng là chỉ cho cái số rất là ít. Kiếm tăng do một hai người kiếm tăng. Tại kiếm tăng là cái gì? Hiểu cái này chưa? À, học thì đó, tức là người đó học thì đúng. Rất đó. Nhưng mà để mà đạt được cái nơi giống như là một Phật trong nghe nhắn thì có ai biết là đúng là làm đệ tử vào thì nhiều cái người học đạo đó nhiều kiến đạt cái Phật chiếm vô cùng. Và cái tích này á, nó có hiểu chút quá là rồng. Cái chút mà làm thành rồng á, ở đây nó là chú Long giảng như thế này. Người nói nó trồng nhiều cùng một chút, được chăm sóc nó, khi nó lớn lên, nó mình xén nó đó, ở mấy con điên á, xén nó để nó làm thành con rồng. Biết bao nhiêu là công phu, có nhiều không? Vì ra ngoài hiện tàu, cái bãi sao đó, cái bãi bằng thị vân, cái núi nhỏ đó, sẽ lấy nghe mình tự này nghe chỉ còn trồng là mà chỉ một chút á là xén á trồng nó trồng như bụi như vậy rớt nó lại ha người ta mới bị chém hết thành con rồng dài dọc cái đuôi biết bao nhiêu con cô nhiều năm tháng lắm cái điều này chứ phải một hai bữa mà thành rồng nhiều đúng không chúng ta thành rồng vậy mình tra rất nhiều sách vở không có bị cái này là mình tin vào những lời giảng gì thì không có điện tích. Còn có một trường hợp nữa ha, có điện tích hẳn hoi mình nói chuyện hiện nay đó là ở trong điện có cung hoa nói gì cá vượt vũ môn con cá chép cá chép điện vũ môn và câu này đó. Cái tích này á, được thầy Lưu Quỳnh Sĩ dẫn ở trong bài chữ từ tự năng ở trong thầy Lưu Quỳnh Sĩ được hai câu đọc là vì thấy cái ý chất này thì ra rất là rõ. Viết cái hai câu ta của thầy Lưu hạ cửu cao đầu đỏ có dư cát vũ mô đuôi hồng đây cái này cũng tương tự như lúc đó thành đồng đấy có một con này cái tương tự với lúc đó thành đồng còn hàng cửu cao giống như người hiện đại hạt cuối cao là sao được con cao của con người học là sao thành đầu đó người học đối là gì thì người xưa làm bánh làm thơ đối nhau con hạt đủ cao đầu đó thì nó đối với con cá là đủ vô người học đầu đó vui đủ cao nó đủ vô nó là những cái gì mình giải thích từ từ gì hay từ từ
con hàng đủ cao đó mà cái đầu nó đỏ đó là chỉ cho ai? Chỉ cho những người có tài thế gian, có tài văn chương học vấn, tài cử cao cử xử sĩ, tức là những người có tài học vấn và tình gian. Còn cao hữu môn á mà đuôi hồng mà chỉ cho con cá chép, con cá chép tới cái mùa nó phải dược ra tới cái hữu môn này. Thế con nghe bài đó, nó phải phóng lên ba cái thang thì nó quá thật rồi, cá chép đây là thức ở bên Trung Quốc xưa có thức mà Việt Nam truyền tổng rất nhiều, và hãy nó giữ được ba cái phóng này là toàn thành rồng cá chép thôi. Chỉ cho cái gì? Chỉ cho người tu hành có đạo Phật. Từ khi bước chân vô chùa thì có thiền Phật thì sao cũng dễ. Còn cái chuyện học ở trần gian coi gì chứ nhiều có gì không khó, mà sự thật là học ví dụ mình lấy thượng nhân thạc sĩ tiến sĩ kể ra cũng không khó lắm, nhưng mà tu để thành Phật không có gì cần liệu cái đó. Đây là chuyện mà ở trong nhà thiền hay so sánh để cho mình biết mà mình lo tu hành. Nhà thiền tu tiến sĩ hay nói trong bài rử từ khác, cái tên của cái bài thơ này rử từ ở đây cũng là ai thưa thầy, cũng là thầy quá sư tử luôn hẳn thầy, mặc dù không xuất gia nhưng mà dạy cho sư tổ đúng không, hồi sư tổ là ông vua lắm cho nên không phải học đạo học đạo thiền với người thầy sư thì trong mình được xuất sắc, mặc dù là tư duy đổi lá dạo con ấy hay con này, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Cho nên mình học giỏi cũng chưa phải là hay đâu, cũng sợ rồi tập cũng quý nên vô thần phải biết tu hành, chứ đừng có qua đây con anh thì ra chỉ sĩ trần gian cái gì nhưng mà chưa hoặc là có chưa tổ còn có chưa hoặc cho nên nên hiếm cái là có thừa, nó bị chẳng dễ là như mất gì chẳng dễ, chứ không chẳng đổi chẳng dễ, cái gì nó hay gì đổi mà dễ, nhưng mà đây nó hay là chẳng dễ, cái chuyện thành phần có gì có làm mà. Cho nên người nào học nhiều đó là nhớ con này hết cô đó, cái đường đó từ cao từ nãy thì nó sẽ mở mà cái một hai đầu là chẳng dễ, cái đầu bạn mà lắm mới được một hai người, trong triệu triệu người nó có một hai người làm được cái chuyện này chiến thắng được, còn cao mà quá là nó rộng nó chỉ cho đúng không, nó chỉ cho đâu giờ là hiểu con này chứ ha, hiểu là mẹ cái đồ bởi lòng rồi mình rõ mắt là nam nhất chỉ độ thiền sát na hết cả, bởi lòng rồi mình làm sao nghi ngờ chứ rồi mình nghi ngờ mà tại sao mình nghi ngờ ta mình không đúng không, cái mình học thì mình còn nghi nhưng mà cái mình chứng tỏ mình cũng là có thấy nè mình còn mơ mình lắm mình mới nghi năm năm nghi mình thông đâu mà nghi nữa, có nghĩa là chỉ mình sáng ra thông xuống không còn nghi, hay phải còn nghi nữa là chứng tỏ mình có thông, cho nên là người ta chỉ bắt thì mình làm ngã chỉ đà làm ngã rõ bắt là ngã thôi, con thằng già được làm ngã làm sao thành con được nhiều như thế nào, rõ bắt là ngã con thầy ông dạy làm vậy đó. Rồi mình phải thành